bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubu Live Vlog. Và hôm nay là mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề là housekeeping in the hotel, tức là dọn phòng các bạn, dọn phòng ở khách sạn. Thì cái chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách phân biệt cái tiền tiếp với lại cái tiền của người ta, của cái người mà ta ở trong khách sạn, cái người khách hàng ở khách sạn á. Vậy cái tiền tiếp là tiền gì các bạn? Tiền tiếp đó là cái tiền mà người ta bo á các bạn, đó là gọi là tiền bo ha. Ở Việt Nam á thì nói chung là mình không biết là các bạn có thường hay đi du lịch hay là đi đâu đó mà mình cần ở khách sạn không. Thì nếu mà những các bạn nào mà mình thường hay đi rồi á thì chắc lẽ mình sẽ biết cái tiền tip là như thế nào, đúng không? Còn những cái người mà ít đi không thường xuyên đi, nhiều khi họ không biết cái đó là cái gì luôn và tại sao phải lại có cái đó ha. Thì tiền tip hay gọi là tiền bo á thì người ta sẽ thường hay bỏ trên cái gối, ví dụ trên cái giường á. Trong cái khách sạn nó có cái giường đúng không, thì trên cái giường á, khi mà mỗi ngày bộ phận dọn phòng người ta tới, người ta dọn á, như dọn dẹp đồ thay ra rồi đó, thì cái người mà cái khách ở trong cái khách sạn đó, người ta muốn cho tiền bo, tức là cho tiền tip á, thì người ta sẽ bỏ lên cái gối hoặc là trên cái nệm gì đó, thì nói chung là trên khu vực cái giường đó. Cho nên khi mà cái người ta dọn phòng, người ta thay cái ra giường, người ta sẽ dở lên, người ta thấy, người ta lấy nó. Cái này là tiền tip nha các bạn. Tiền tip là tiền bo thì thường thường người ta sẽ bỏ trên cái giường, trên cái gối như thế này ha, hoặc bỏ bên ngoài, nhưng mà người ta sẽ ghi là tiền tip hay là gì đó thì mình sẽ biết đây là tiền bo ha. Ok, cái đó là tiền tip. Thì cái đó là dạng là y như là cái đó là dạng là bình thường, những cái người mà người ta bỏ theo cái cách bình thường là bỏ như vậy thôi ha. Còn những cái người mà người ta dạng khắt khe hơn á, dạng người ta sẽ kỹ lưỡng hơn, người ta sẽ ghi là tiền tip cho housekeeping, cho người dọn phòng hay là này kia đó, thì người ta sẽ ghi vô một cái giấy ghi chú nhỏ đó, người ta sẽ ghi như vậy. Thì cái người dọn phòng, người ta biết cái tiền này là tiền của cái người đó cho mình, thì mình được quyền lấy đó, ví dụ vậy. Còn những cái người mà người ta bây giờ để quên tiền ở trong phòng, hoặc là trong phòng đó là phòng của người ta mướn, người ta ở đúng không, thì người ta muốn để đồ gì cũng kệ người ta, ý là người ta có quyền để đồ ở trong cái phòng bất cứ nơi nào ha, thì người ta có thể để tiền nè đó. Vậy cách phân biệt là cái tiền của người khách, cái tiền của người ta với lại cái tiền tiếp người ta cho, người ta bo cho mình. Vậy phân biệt là hồi nãy mình có nói là phân biệt là tiền người ta sẽ bỏ trên cái giường hoặc là trên cái gối, trên cái nệm gì đó, thì cái mức giá là khoảng tại thường thường tiền tiếp á người ta cho rất là ít các bạn, khoảng là 100.000 trở xuống ha, đó thì cái đó là tiền bo đó. Còn những cái tiền số tiền lớn hay là gì đó người ta bỏ trong đó thì người ta sẽ bỏ quên. Và cho nên là khi có tiền ở trong đó, trong cái chỗ đó, thì thường thường cái bộ phận, cái người mà dọn phòng, người ta sẽ báo lại với lại cái tổ trưởng, cái người mà quản lý á, cái người quản lý trong phòng đó có số tiền đó, ông bên ông coi giùm đi, cái đó là tiền bo hay là tiền khách đó vậy đó. Thì cái người quản lý đó, người ta sẽ xem và xử lý vấn đề đó ha. Rồi thì nói chung á, và lý do tại sao lại có tiền bo, lý do tại sao mà có tiền tiếp á các bạn, thì theo mình nghĩ nha, chứ mình cũng không có chắc chắn lắm. Thứ nhất á là theo một cái thói quen của người ta, ví dụ là khi mà các bạn đi nước ngoài, y như là cái tiền tiếp đó là cái số tiền các bạn bắt buộc phải trả, cái kiểu như vậy đó.
nhưng mà nó không có ghi ra là luật mày vô đây mày ở mày phải trả tiền tiếp cho người ta. Nhưng mà theo một cái thói quen á, theo một cái thói quen như vậy, ví dụ trời ơi cái thằng này nó đi mà nó người ta dọn phòng cho trả xong rồi không chịu cho tiền bo, ví dụ vậy. Đó là mình ví dụ ở những nước khác nha các bạn. Nó còn ở nước mình thì cái tiền bo thì mình nghĩ là nó thật sự là chưa có phổ biến lắm đó. Đó là mình đang nói về vấn đề thứ nhất, đó là theo cái dạng là theo một cái luật lệ mà nó không thành văn ha các bạn. Nó đối với những cái người mà người ta như là người ta đã quá rành cái kiểu y như là những cái dịch vụ như vậy ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái người người ta có lòng tốt, ví dụ như thấy nó dọn mình bài tùm lum, thấy nó dọn sạch sẽ, thằng này nó làm việc ok nè, rồi bo cho nó nhiều tiền đó, rồi ok ha. Rồi thứ hai nữa là người ta cảm thấy thôi cái này nó dọn sạch cho mình thôi, mình thấy nó cũng thấy tội tội hay sao đó, thôi mình cho nó đi, mình cho nó khoảng bao nhiêu đó thì cho nó vui đó. Thì nói chung mình đang nói là cái thứ hai đó là xuất phát từ cái tấm lòng của người ta đó. Rồi cái thứ ba nữa là theo mình nghĩ đó là ví dụ người ta cảm thấy ngại, ví dụ như là người ta ở trong phòng đó và người ta bày biện quá là nhiều, hoặc là người ta đi toilet mà sau đó trong cái nhà vệ sinh rất là dơ đó. Mình nói tới đó là các bạn cũng có thể hiểu rồi ha. Rồi thì người ta cảm thấy mình làm vậy mà cho nó dọn thấy cũng ngại á, thôi cho nó miếng tiền bo đi, ví dụ vậy ha. Đó là cái loại thứ ba, tức là mình cảm thấy ngại rồi mình cho. Và một cái loại người thứ tư nữa, tức là sẽ hai loại người mà không có tiền bo ha. Cái loại người thứ tư thì người ta nghĩ là ủa tại sao phải bo cho nó, cái đó là công việc của nó mà, và tại sao phải bo cho nó chi, trong khi mình đã ở đây mình đã trả tiền rồi, cái tiền đó là đã có tiền công của nó trong đó rồi, mất gì phải bo, đúng không? Và cái đó là cái suy nghĩ trước khi mình có làm ở trong đó thì mình cũng có đi du lịch này kia đó, thì mình cũng có ở khách sạn, mình nghĩ ủa mất mấy gì phải bo nó, cái đó là tiền mình trả ra để mình ở cái phòng này, thì cái đó công việc của nó là công việc nó phải làm nó. Đó là cái tiếp người thứ tư các bạn đó, mà em nghĩ là cái đó là cũng hơi nhiều nha, cái tiếp người đó cũng hơi nhiều, thường nghĩ như vậy ha. Đó rồi một cái tiếp người nữa là sao ta, thì cũng có kiểu như là tại sao phải bo hay là sao đó, công việc của nó mà, thì sao ta tự nhiên cái quên luôn rồi. Thì nói tóm lại như đó các bạn, mình đang muốn giải thích cho các bạn là cái tiền tiếp là gì, cách phân biệt tiền tiếp và tại sao lại có cái tiền tiếp đó, thì nó xuất phát từ những cái nguyên nhân như vậy ha. Rồi ok, và mình sẽ quay trở lại với những cái video tiếp theo, và bây giờ xin chào các bạn nha, bye bye.